Kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo về nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện tại ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến ở khoảng từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ C như là ở Yên Châu, Sơn La là 40,2 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 41,3 độ, Quỳ Châu, Nghệ An 40,6 độ, Tương Dương của Nghệ An 41,9 độ. Quỳ Hợp Nghệ An là 40,1 độ, Tây Hiếu Nghệ An 41,2 độ, Con Cuông Nghệ An là 40,5 độ, Đô Lương Nghệ An 40,3 độ, Hương Khê Hà Tĩnh 40,4 độ, Đông Hà Quảng Trị là 40,4 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở khoảng từ 35 đến 50%. Ở tại phía Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến từ khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở khoảng từ 45 cho đến 60%. Dự báo trong từ 24 đến 48 giờ tới ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 25 đến 45%. Đến ngày mai thì có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 55%. Ở tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày mai sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nắng nóng gay gắt sẽ là từ khoảng 10 giờ cho đến 18 giờ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là từ 40 đến 55%. Từ ngày kia nắng nóng sẽ giảm dần, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Từ ngày kia nắng nóng ở tại khu vực Tây Nguyên giảm dần. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ từ ngày kia sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cảnh báo cấp 1. Tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng sẽ còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu, vấn đề nhiệt độ cao. Quý vị và các bạn cẩn thận! Tiếp theo sẽ là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng trở thành cơn bão số 1. Thưa quý vị, như vậy là vùng áp thấp mà chúng tôi đã nói đến ở trong những bản tin trước, nay đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hiện tại trong vòng 3 giờ vừa qua thì áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển và hồi 16 giờ hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực phía đông của đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, đến khoảng 16 giờ chiều ngày mai. Vị trí trung tâm của áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, nằm ở khu vực phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông sẽ là khoảng từ 9 đến 12 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Cảnh báo khu vực nguy hiểm đó là khu vực phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông. Trong từ 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày kia, vị trí tâm của áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực phía đông nam của khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo khu vực nguy hiểm là khu vực phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông, từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Trong từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Khả năng lớn sẽ là cơn bão số 1 trong năm nay.
về tác động của áp thấp nhiệt đới ở trên biển, vùng biển phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Ở tại vùng biển phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ có sóng biển cao từ 2-3 mét. Tiếp theo sẽ là tin dự báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay, ở khu vực phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Nam mạnh cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió sẽ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, gió thổi theo hướng Đông Nam cho đến Nam. Độ cao của sóng biển sẽ là từ 1,5 đến 3 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo sẽ là tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất khu vực phía Bắc từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Riêng khu vực miền Đông có nơi trên 37 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết trên kênh Tin Mới của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!